Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nước Mỹ và nguy cơ tấn công khủng bố, một đề tài luôn nóng trong hơn 10 năm qua kể từ sau vụ 11 tháng 9. Trong tuần qua thì đề tài đó lại càng thu hút hơn khi nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết là các thủ lĩnh của Al-Qaeda đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn trong tháng này. Điều nói trên đã khiến Nhà Trắng quyết định đóng cửa hơn 20 cơ quan ngoại giao Mỹ ở các nước Trung Đông và Bắc Phi và cảnh báo công dân Mỹ trên toàn cầu về nguy cơ khủng bố. Cảnh báo nguy cơ khủng bố thì đã từng được đưa ra không ít lần tại Mỹ, nhưng đóng cửa một loạt các cơ quan ngoại giao và tuyên truyền hoạt động này ở mức cao như vậy thì là khá đặc biệt. Vậy có thể nhìn nhận đợt phòng vệ và cảnh báo khủng bố này như thế nào? Liệu có một sự liên quan giữa một vấn đề an ninh với các yếu tố chính trị đối nội của nước Mỹ? Và cũng rất cần thiết để chúng ta vào thời điểm này cùng nhìn lại mối đe dọa khủng bố mà Mỹ đang phải đối diện sau hơn 12 năm phát động cuộc chiến cũng như là chiến lược chống khủng bố còn gây nhiều tranh cãi của nước Mỹ hiện nay. Để cùng tìm hiểu về các vấn đề trên, chúng tôi đã mời tới chương trình hôm nay tiến sĩ khoa học Lương Văn Kế, một nhà nghiên cứu về chính trị quốc tế và địa chính trị. Xin cảm ơn ông Kế. Vâng. Tất cả các vị khán giả. Vâng, xin cảm ơn ông đã tới chương trình của chúng tôi. Tôi còn nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau trong chương trình cuối cùng với đề tài khủng bố là chương trình kỷ niệm 10 năm sự kiện 11 tháng 9. Còn chương trình hôm nay thì cũng đề tài này nhưng xuất phát từ một sự việc là Mỹ đã đóng cửa một loạt các cơ quan ngoại giao trong tuần vừa qua. Theo ý kiến ban đầu của ông thì sự việc này có phản ánh một cái sự nguy cấp của cái bối cảnh của những cái mối đe dọa khủng bố hay chỉ là một cái sự phòng vệ hơi thái quá và được truyền thông thổi phồng lên theo như một số ý kiến đưa ra? Vâng, câu hỏi rất hay. Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Tôi nghĩ cái hành động của chính phủ Mỹ khi đóng cửa tất cả các cái hơn 20 cái cơ sở ngoại giao của Mỹ tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi nó cũng không phải ngẫu nhiên. Chúng ta nên nhìn nhận nó một cách đa chiều hơn. Thứ nhất thì có mục đích truyền thông. Truyền thông của Mỹ thì cũng không phải nhằm vấn đề dư luận quốc tế mà nhằm chính vào dư luận nước Mỹ. Nhất là sau vụ Snowden, tiết lộ là một chuyên gia CIA mà tiết lộ các thông tin về giám sát thông tin. Sự kiện thứ hai mà ta thấy rằng là có sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố ở khu vực, nhất là khi đã kết thúc tháng lễ Ramadan, cho nên cái sự gia tăng những kế hoạch khủng bố thì có thể. Hiện nay người ta không tiết lộ được nội dung cụ thể là của nghe trộm điện thoại liên lạc của Mỹ đối với cái bọn chủ khủng bố như thế nào, nhưng rõ ràng cũng có sự gia tăng, đặc biệt Yemen. Vấn đề thứ ba tôi nghĩ là người Mỹ cũng không làm một cái gì đó mà cách với quan điểm của chúng tôi thực dụng thì không thể làm một cách chỉ là truyền thông thuần túy mà nhằm mục đích. Tôi nghĩ ở đây có mục đích chẳng hạn như là tập dượt cái khả năng sơ tán nhanh chóng của người Mỹ và đồng thời cũng gửi một thông điệp đến các cái tổ chức khủng bố quốc tế ở đó là người Mỹ có khả năng phản ứng nhanh nhẹn và có khả năng bảo vệ công dân của mình cao như thế nào. Cái nữa mà tôi nghĩ là cũng có thể gửi một thông điệp đến các cái đồng minh của mình là toàn bộ cái hệ thống quản lý an ninh rất là yếu kém của các đồng minh đang cùng Mỹ tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Thì đây là những vấn đề tôi nghĩ là nổi trội lên, nhưng có lẽ là cái động cơ căn bản là giải tỏa được cái vấn đề vụ bê bối và Snowden. Vâng, đấy là ý kiến của ông. Rõ ràng là cái sự việc Mỹ đóng cửa một loạt các cơ quan ngoại giao và nâng cấp cảnh báo như vậy là một hành động mang rất nhiều mục đích, và cho dù thế nào thì cũng đạt được một số mục tiêu về đối nội và đối ngoại. Tôi hoàn toàn đồng ý và tôi nghĩ là đây là mang tính chủ động, không phải là bị động do sức ép của chủ nghĩa khủng bố. Rõ ràng là một hành động có tính toán. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những giả thiết đặt ra xung quanh sự việc. Còn bây giờ thì qua băng tổng hợp sau, chúng ta sẽ cùng nhìn lại bối cảnh hiện nay. Những diễn biến đầy phức tạp thời gian qua cho thấy một thực tế không hề sáng sủa của cuộc chiến chống khủng bố. Mối đe dọa khủng bố là hết sức khó lường, diện mạo của các lực lượng khủng bố đang ngày càng nguy hiểm và khó định dạng, trong khi những địa bàn nóng nhất của cuộc chiến đang dần mất kiểm soát. Những ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan, hàng triệu người Hồi giáo trên thế giới đang sống trong không khí linh thiêng. Còn ở phương Tây, người ta lo lắng và coi đây là thời điểm nguy cơ cao của các vụ khủng bố. Điểm đặc biệt là vào lúc này, có nhiều yếu tố để khẳng định những nghi ngại. Nhà Trắng đã thông báo về một nguồn tin tình báo, đó là cuộc trao đổi giữa các thủ lĩnh Al-Qaeda về kế hoạch một cuộc tấn công khủng bố trong tháng 8 này. Đó là thông tin từ một cuộc đối thoại giữa những kẻ khủng bố về một kế hoạch tấn công. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần đề phòng ở mức cao vào dịp lễ Ramadan. Tôi cho rằng đây là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với chúng ta trong những năm gần đây. Hàng tuần trước đó, Al-Qaeda đã tổ chức thành công một chiến dịch vượt ngục chưa từng có cho các phần tử khủng bố trong các nhà tù ở Pakistan, Libya, Afghanistan và Iraq. Hàng trăm phần tử có vũ trang cùng với ô tô và xe máy cải thuốc nổ đã tấn công vào các nhà tù quan trọng ở Libya và Iraq, trong đó có nhà tù nổi tiếng Abu Ghraib.
khoảng 2.000 phần tử Jihad, trong đó có những thủ lĩnh khét tiếng của các mạng lưới khủng bố đã trốn thoát ra ngoài. Với sự gia tăng của đội quân này, nguy cơ tấn công khủng bố chắc chắn sẽ cao hơn và mục tiêu dễ dàng nhất chính là các cơ sở và lợi ích của phương Tây tại các nước Trung Đông. Hơn 20 sứ quán của Mỹ và phương Tây đã phải đóng cửa. Các công dân và nhân viên ngoại giao của Mỹ ở một số nước đã được sơ tán. Các biện pháp đề phòng đặt ở mức cao nhất. Tuy đã không xảy ra sự cố nào, nhưng theo các nhà phân tích, các lực lượng khủng bố đã đạt được phần nào mục tiêu của chúng. Tôi cho rằng Al-Qaeda, theo một chiến lược dài hơi, chúng sẽ không thể hoạt động trong bối cảnh an ninh nghiêm ngặt như vậy. Nhưng chúng sẽ đợi đến một thời điểm thích hợp. Không cần phải tấn công sứ quán Mỹ hay đại sứ Mỹ lúc này. Điều quan trọng là trước sau, chúng cũng sẽ tiến hành những hoạt động khẳng định sự tồn tại của chúng, đồng thời làm tăng tinh thần của những người ủng hộ chúng. Yemen giờ đây là điểm nóng nhất của bản đồ các lực lượng khủng bố. Đây là nước nằm đầu danh sách khuyến cáo các công dân phương Tây không đi lại. Đây là nơi trú ngụ của rất nhiều lực lượng thuộc các nhánh của Al-Qaeda trôi dạt tới. Hoạt động của chúng nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Đặc biệt, Yemen được coi là tâm điểm bởi đây là trung tâm hoạt động của nhánh Al-Qaeda mạnh nhất hiện nay, lực lượng Afa, nhánh của mạng lưới Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Al-Qaeda thời hậu Bin Laden rõ ràng không đơn giản như các nhận định của Washington trước đây rằng tổ chức này đã mất đầu não và đang suy yếu. Hoạt động của chúng cùng khả năng gây tiếng vang vẫn tiếp tục, đủ để khiến nước Mỹ chưa thể cảm thấy an toàn hơn sau hơn 10 năm bước vào cuộc chiến chống khủng bố. Vâng, đây là một băng tổng hợp nói những nét cơ bản nhất cho thấy một tình hình không hề sáng sủa của cuộc chiến chống khủng bố hiện nay. Vậy, theo tiến sĩ thì mối đe dọa khủng bố đối với nước Mỹ vào bối cảnh này, vào thời điểm này có gì thay đổi so với trước và sau 11 tháng 9? Tôi nghĩ cái biến thái của chủ nghĩa khủng bố hiện đại trong thời điểm hiện nay thì chúng ta đã phân tích trong một số buổi bình luận trước. Tôi nghĩ ở đây chúng ta cần phải phân biệt hai cái cấp độ khác nhau. Thứ nhất ấy, là chủ nghĩa khủng bố mang tính chất là sự đối lập về ý thức hệ hoặc là hệ giá trị giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo. Thứ hai là những hành động khủng bố đơn lẻ nằm trong các khu vực hoặc là có thể bản thân trong lòng nước Mỹ. Đây là hai chuyện rất là khác nhau. Bởi vì nếu như cái chủ nghĩa khủng bố quốc tế thì nó phải thống nhất với nhau về lý tưởng, thống nhất về hệ giá trị, về quan niệm. Và chúng ta biết cho thời buổi hiện nay thì sự xung đột giữa cái hệ giá trị phương Tây với hoặc là lợi ích của phương Tây với lại các cái quốc gia Hồi giáo, đặc biệt ở Trung Đông, Bắc Phi, với lại toàn bộ các cái nền tảng tinh thần của họ, thì cái xung đột này nó rất sâu sắc. Hiện nay người ta chưa thấy có dấu hiệu nào có sự hòa giải giữa xung đột giữa hai cái hệ giá trị này. Mặc dù Obama cũng như Clinton ngày xưa đã từng có khá nhiều các cái cố gắng để hòa giải giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo, thì tôi nghĩ là chính cái chi phối của ý thức hệ và cái quan niệm giá trị này nó làm cho cái sự xung đột ngày càng gia tăng. Mà vô hình chung thì cuộc chiến chống khủng bố đã làm sâu sắc thêm chính thế này. Bởi vì những cái lẽ thủ lĩnh của cái thế giới Hồi giáo hay là của cái chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo luôn luôn căn cứ vào cái đó để kích động toàn bộ sự thù hận mang tính chất tập thể của các cái nhân dân của các nước Hồi giáo đối với nước Mỹ và phương Tây. Và cái này cực kỳ nguy hiểm và nó nuôi dưỡng cái sự thù địch đó, cho nên ta thấy là sự phổ biến hay là nó trở thành một hành động tự giác của các cá nhân. Người ta sẵn sàng liều chết, đấy mà liều chết chẳng hạn, kể cả những phụ nữ hay là con gái còn rất là trẻ cũng sẵn sàng liều chết, hay là một trẻ em 15, 16 tuổi. Rõ ràng là cái xung đột chỉ có thể giải quyết được xung đột ý thức hệ. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý một điều là không phải ngẫu nhiên có xung đột về ý thức hệ, nó phải dựa trên nền tảng của những xung đột lợi ích nhất định. Và tôi nghĩ là nền tảng của xung đột ý thức hệ chính là nền tảng của sự bắt đầu từ những xung đột về chính trị và quyền lợi kinh tế. Và ở đây, trong nghiên cứu chính trị quốc tế, cho chúng ta thấy biết rất là rõ, giữa thế giới Hồi giáo với Mỹ và phương Tây có những xung đột rất lớn về các cái sự bình đẳng của quan hệ quốc tế, đặc biệt là vấn đề lợi ích, chẳng hạn như cái sự giàu có của các thế giới Trung Đông, đặc biệt là dầu lửa, có giúp ích gì cho hạnh phúc của nhân dân các nước đó hay không? Điều đó thể hiện trong những vấn đề của mùa xuân Ả Rập. Đấy, và chính sự bùng nổ của mùa xuân Ả Rập nó phản ánh là các quốc gia Hồi giáo, các quốc gia có nhiều cái nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến lược cho toàn thế giới, đặc biệt của Mỹ, thì lại là những nước mà nhân dân chịu cuộc sống cũng không phải đơn giản, rất là khó khăn. Cho nên có thể nói đây chính là một trong những cội nguồn căn bản nhất nuôi dưỡng cái sự xung đột ý thức hệ và làm cho xung đột giữa phương Tây với thế giới không suy giảm. Thế còn cái chuyện hành vi khủng bố của các nước đơn giản, các nước đơn lẻ ở trong vòng nằm của nước Mỹ hay là ở Nga, ở Ấn Độ hay là ở Pakistan thì tôi nghĩ là có cũng quan trọng nhưng mà không mang ý nghĩa quốc tế nhiều. Tôi nghĩ quan trọng như vậy. Thế còn chủ nghĩa khủng bố quốc tế cũng có những biến thái riêng. Chẳng hạn như là nó mang biến thái của khu vực. Ở Trung Đông thì biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố là rất là rõ. Tức là cái tính mạng lưới nó rất là chặt chẽ. Còn
chủ nghĩa khủng bố ở Ấn Độ, chủ nghĩa khủng bố ở Pakistan, chủ nghĩa khủng bố ở nước Nga hay là các cái không gian hậu Xô Viết, ta thấy là nó có những biến thái khu vực. Thì chúng ta nên phân biệt, nhưng mà tôi nghĩ là quan trọng nhất hiện nay là những biến thái nhằm vào phương Tây và Mỹ. Đặc biệt người ta thấy là có một cái tổ chức khủng bố mang tính quy mô toàn cầu mà Al-Qaeda là một ví dụ điển hình. Thứ hai là các tổ chức khủng bố khu vực, và càng ngày chủ nghĩa khủng bố khu vực càng trở nên có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại phương Tây. Rõ ràng chúng ta thấy là trong những năm qua mâu thuẫn giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo không hề được dịu bớt. Mặc dù Tổng thống Obama khi lên cầm quyền đã có một thiện ý là kêu gọi một sự hòa giải giữa trong cái sự xung đột giữa các tôn giáo. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng ông đã không gặp một cái sự thuận lợi về bối cảnh, bởi vì chúng ta đã chứng kiến những cái biến cố của mùa xuân Ả Rập rồi cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến ông Obama khó thể thực hiện được cái chính sách của mình. Tôi nghĩ ngay cả trong hoàn cảnh bình thường thì cuộc chiến khủng bố đã là rất khó khăn, rất phức tạp rồi, mà sự bùng nổ của các cuộc nổi dậy hay là chính biến của nước Ả Rập, Bắc Phi và Trung Đông thì ta thấy làm cho cái khu vực này càng ngày càng phức tạp. Và ngay cả trong điều bình thường ta thấy cũng khó nắm bắt được cái xu thế vận động của nó. Hồ đã bây giờ tất cả hàng chục quốc gia như vậy đang nằm trong tình trạng quá trình chuyển đổi. Tôi cũng không nghĩ rằng là các nước đó sẽ chuyển đổi trở lại cho nền độc tài. Họ quá trình có thể chuyển đổi sang nền dân chủ, nhưng thời gian để hình thành một nền dân chủ đó đòi hỏi một thời gian không phải là vài ba năm mà là vài ba thập niên. Đấy là chúng ta hy vọng cho dân ngắn nhất. Cho nên bản thân Tổng thống Obama phải đối diện với một cái chủ nghĩa khủng bố trong một tình quốc tế hỗn loạn mới, thì có thể là gánh nặng của cái của chủ nghĩa khủng bố này hiện nay là rất là ghê gớm. Tôi nghĩ là đòi hỏi sự nỗ lực của nước Mỹ nói riêng, nhưng của cộng đồng quốc tế nói chung trong cuộc chiến này. Đó là những thông tin mà tôi thấy là rất cần thiết để chúng ta hiểu hơn về bối cảnh của cuộc chiến chống khủng bố hiện nay trong bối cảnh có những biến động tại Trung Đông và Bắc Phi. Còn bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng mối đe dọa khủng bố thì đã thay đổi cùng với sự thay đổi của bối cảnh địa chính trị toàn cầu. Còn những lực lượng khủng bố thì sao? Khuôn mặt và diện mạo của chúng thì cũng đã có sự biến thái. Hơn 10 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9 và đặc biệt sau khi Bin Laden bị tiêu diệt thì mạng lưới Al-Qaeda không còn như trước, nhưng nó không suy yếu mà phát triển ở mức độ nguy hiểm mới. Một nhận định chung được các nhà nghiên cứu đưa ra là tổ chức này giờ được so sánh như một con rắn nhiều đầu với vô số các nhánh và các thủ lĩnh. Đôi khi thì các nhánh địa phương còn có diện hoạt động mạnh và độc lập hơn nhánh trung tâm. Chúng tôi có thể tạm kể ra một số thành phần chủ yếu sau của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Al-Qaeda trung tâm nằm ở vùng biên giới Afghanistan và Pakistan. Đây là bộ phận định hướng tư tưởng của tổ chức và được lãnh đạo trực tiếp bởi Al-Zawahiri, người kế thừa Bin Laden và dương cao ngọn cờ thánh chiến. Thủ lĩnh khủng bố số 1 này được Mỹ đặt giá là 25 triệu đô la cho ai bắt được ông ta. Alpha, nhánh Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập, được coi là phong trào mạnh nhất hiện nay của mạng lưới Al-Qaeda. Lực lượng này hoạt động chủ yếu tại Yemen. Thủ lĩnh là Nasser al-Guhayshi, 35 tuổi, người được cho là đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố vào đầu tháng 8 này. Nhân vật này được coi là thế hệ mới trong mạng lưới Al-Qaeda. Còn đứng sau nhánh Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập là các nhánh Al-Qaeda khác như là Al-Qaeda ở vùng Bắc Phi, hoạt động chủ yếu tại Algeria, Tunisia và Libya. Al-Qaeda tại Iraq có mối quan hệ với các phong trào Jihad tại Syria. Và một số phong trào khác có tính độc lập hơn nhưng cũng tự xưng thuộc mạng lưới vì muốn lấy thanh thế của Al-Qaeda, như nhánh Al-Qaeda ở Nigeria, Somalia, Philippines và vùng Caucasus. Tiến sĩ, trên đây chúng tôi đã phác họa một số nét cơ bản thôi về diện mạo của mạng lưới Al-Qaeda vào thời điểm này. Ông có nhận xét gì về cái hình tượng mà chúng tôi đưa ra là mạng lưới Al-Qaeda giờ đây như là một con rắn có nhiều đầu, và thậm chí là cái nhánh trung tâm của nó cũng không thể kiểm soát được các nhánh ở địa phương? Tôi nghĩ là cái hình dung về một cái con rắn nhiều đầu như trong huyền thoại Hy Lạp là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà cái liên hệ của họ, của các cái nhóm khủng bố này, tôi nghĩ nó cũng không liên tục. Tôi thấy rằng là các nhóm khủng bố có thể hoạt động tương đối độc lập, chứ nó không phải lúc nào cũng có sự liên kết hoàn toàn thống nhất với nhau. Tại sao họ có thể làm được, cái bọn khủng bố có thể làm được như vậy? Thì tại vì chúng ta vừa phân tích ban nãy, chủ nghĩa khủng bố quốc tế dựa trên nền tảng của những xung đột hệ giá trị và những tư tưởng, và nếu như họ thống nhất được về lý tưởng các nhóm khủng bố thì họ có thể tự tiến hành được những cái hoạt động khủng bố trên cơ sở những cái định hướng chung. Cho nên có thể nói là vấn đề cá nhân hóa và vấn đề khu vực hóa của những khủng bố là rất cao. Cho nên đấy là một trong những điểm quan trọng nhất của chủ nghĩa khủng bố hiện nay. Cái thứ hai, chủ nghĩa khủng bố hiện nay đã biết rất là rõ tấn công trực tiếp vào nước Mỹ không hề đơn giản. Có thể vào cái nước châu Âu nào đó còn dễ dàng hơn, nhưng vào nước Mỹ, tại vì chúng ta biết về địa chính trị mà nói, nước Mỹ nằm tách ra ở một châu lục khác, cho nên quá trình nhằm thẳng vào nước Mỹ là rất khó khăn.
phải có một tiềm lực kinh tế và quân sự cực lớn, ví dụ các quốc gia được quy vào là kẻ thù nước Mỹ mới có khả năng tiến hành nước Mỹ. Vâng. Còn cái khả năng cướp máy bay như vụ 11 tháng 9 năm 2001 là rất khó xảy ra. Vâng. Cho nên có thể nói rằng là chúng khủng bố hiện diện mạo hiện nay là ở các địa phương nhằm vào các cơ quan đại giao, ngoại giao của Mỹ, nhằm vào những người Mỹ đi du lịch, nhằm vào hệ các cái phóng viên người Mỹ và cơ quan viện trợ quốc tế của Mỹ. Vâng. Và đấy là quan trọng. Thứ hai là nhằm vào các cái đồng minh của nước Mỹ. Ví dụ ta biết ngay cả Na Uy là nằm trong NATO, nhưng Na Uy thì rõ ràng là rất là nhỏ nhưng mà cũng phải chạy trốn khỏi chỗ khủng bố. Thì ta thấy là đó là nhận định đưa ra về cái khả năng tấn công của các lực lượng khủng bố hiện nay ở cái mức độ quy mô như vậy. Nhưng mà cũng có ý kiến đưa ra là chính cái sự thiếu thông tin về các lực lượng khủng bố, sự thiếu liên kết của họ và cái sự mờ mịt về thông tin cũng như là sự khó định dạng của đối thủ trong cuộc chiến chống khủng bố này đã khiến cho cuộc chiến chống khủng bố càng khó khăn hơn. Bởi vì rõ ràng khi Bin Laden chưa bị tiêu diệt thì cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ là cuộc chiến, người ta vẫn nói là cuộc chiến để săn tìm và truy đuổi một nhân vật. Nhưng bây giờ là không phải là săn tìm truy đuổi một nhân vật cụ thể mà là vô số các nhân vật, và cuộc chiến này sẽ càng khó khăn hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý như vậy. Bởi vì chính vì xuất phát từ cái sự vô hình hay là khá là ảo, cái sự linh hoạt của cái vấn đề địa phương hóa và cá nhân hóa chủ nghĩa khủng bố, cho nên bản thân nước Mỹ phải đưa ra một cái chiến lược mới. Và ta thấy là diện mạo chủ nghĩa khủng bố hiện nay rõ ràng có thể nói là chính quyền Mỹ, đặc biệt là CIA thì đã biết rất là đã phân tích khá là chính xác. Cho nên bắt buộc nước Mỹ phải chuyển sang một giai đoạn mới là không còn có khả năng triển khai một cách toàn cầu hay là không có biên giới như ngày xưa nữa, mà cần phải dần dần quy gọn nó vào. Thì nước Mỹ mới có khả năng xuất điểm từng bộ phận nào rồi, còn nếu không có thì rất là khó. Vâng, chúng tôi vừa phân tích những nét cơ bản về mạng lưới khủng bố hiện nay. Tuy nhiên có thể nói là nước Mỹ thì đang đứng trước những thách thức rất nghiêm trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Việc Bộ Ngoại giao Mỹ phải đóng cửa một loạt các đại sứ quán và đưa ra cảnh báo đối với những công dân Mỹ ở nước ngoài thì đã được xem là những phản ứng rất là dồn dập. Và rõ ràng là nó đã làm dấy lên một cái sự chú ý rất lớn. Nó khiến cho chính trong nội bộ nước Mỹ đặt lại câu hỏi về chiến lược chống khủng bố hiện nay của Tổng thống Obama. Đã xuất hiện nhiều ý kiến, đặc biệt là từ Đảng Cộng Hòa, chỉ trích chiến lược chống khủng bố mà họ cho là không rõ ràng của chính quyền của Tổng thống Obama. Và sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thường trú của Đài truyền Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại cuộc họp báo vào cuối tuần, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tái khẳng định quan điểm mà Nhà Trắng đã đưa ra từ nhiều tháng nay. Đó là cho rằng lực lượng nòng cốt của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã bị tổn thất. Mạng lưới Al-Qaeda không còn được tổ chức chặt chẽ và tập trung như thời điểm tổ chức vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, mà đã bị phá vỡ và không còn nhiều khả năng tác chiến. Trên cơ sở nhận định này, ông Obama hướng cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ nhiều hơn tới việc đối phó với các tổ chức khủng bố khu vực, theo hướng chia sẻ trách nhiệm với đối tác. Thực tế hiện nay đòi hỏi chúng ta phải có một chiến lược tăng cường sức mạnh cho các đối tác, để các đối tác này mạnh hơn, chống khủng bố hiệu quả hơn một chút, và khi đó họ sẽ có đủ khả năng tự đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng mang tính khu vực. Chúng ta sẽ không tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố. Điều chúng ta có thể thực hiện là làm suy yếm nó và tăng cường các mối quan hệ đối tác theo cách để chủ nghĩa khủng bố không thể đưa ra những mối đe dọa kinh khủng đối với nước Mỹ như trong vụ 11 tháng 9 trước đây. Tuy nhiên, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Obama thời gian qua đã xem nhẹ mối đe dọa khủng bố khi Nhà Trắng cho rằng Al-Qaeda đã bị đánh bại và nước Mỹ có thể quay trở lại cách tiếp cận chống khủng bố bằng các lực lượng thực thi pháp luật trong nước. Những tuyên bố của chính quyền Obama rằng mối đe dọa khủng bố đang giảm bớt là rất nguy hiểm, công khai hạ thấp mức độ của mối đe dọa mà theo tôi thực ra là đang tăng lên, cũng chính là khuyến khích kẻ thù và gửi đi một tín hiệu là chúng ta thiếu quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố. Các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa cũng chỉ trích quyết định đóng cửa một loạt các cơ quan ngoại giao Mỹ ở nước ngoài chẳng khác nào một hành động nhát gan, và rằng nếu chính quyền Mỹ nhận thức được những sai lầm về chiến lược, tăng cường an ninh ở những nơi cần và ngăn chặn được từ đầu các mối đe dọa khủng bố thì đã không cần phải đưa ra quyết định này. Họ cũng cho rằng vào thời điểm hiện tại, chính quyền Tổng thống Obama cần phản ứng thận trọng hơn nữa trước những lời đe dọa khủng bố dù chưa rõ ràng. Còn về lâu dài, nước Mỹ vẫn cần duy trì một chiến lược chống khủng bố ở mức cao.
Cuộc chiến chống khủng bố hiện nay, ở mức độ đơn giản nhất, cũng cần một chiến lược liên hoàn ở tầm quốc gia và quốc tế. Chúng ta không thể quay lại chiến lược trước thời điểm 11 tháng 9 với cách nhìn nhận chủ nghĩa khủng bố chỉ như một vấn đề nội địa, một vấn đề của lực lượng thực thi pháp luật trong nước, và cũng không thể chỉ giải quyết nó bằng chiến lược quân sự đơn thuần. Chúng ta phải gọi mối đe dọa khủng bố theo đúng tên của nó và sử dụng mọi công cụ để có thể chiến đấu với nó. Theo một số nhà lập pháp Mỹ, mối đe dọa khủng bố đối với nước Mỹ không hề giảm đi so với thời điểm trước vụ khủng bố 11 tháng 9 như đánh giá của Nhà Trắng. Al-Qaeda hiện phân tán ra nhiều nơi, sử dụng công nghệ để tuyển mộ thành viên và gia tăng ảnh hưởng. Và chiến trường chống khủng bố cần phải được triển khai rộng rãi ở tất cả mọi nơi. Theo kế hoạch của Nhà Trắng, thì Mỹ sẽ rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan và Iraq vào năm 2014, điều chỉnh chiến lược chống khủng bố theo hướng giảm dần sự can thiệp trực tiếp tại các địa bàn và chia sẻ trách nhiệm chống khủng bố với các đồng minh cũng như là quốc gia có liên quan. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, khi nước Mỹ đang đứng trước một mối đe dọa an ninh mới, thì câu hỏi đặt ra là liệu những điều chỉnh chính sách đó của Nhà Trắng có còn phù hợp? Và đây chắc chắn sẽ là còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ. Trường Sơn, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, thường trú tại Hoa Kỳ. Vâng, rõ ràng chúng ta thấy là khi tình hình căng thẳng thêm thì chiến lược chống khủng bố của chính quyền lại bị đặt lại. Vậy theo ý kiến của tiến sĩ thì cái sự thay đổi trong cái chính sách chống khủng bố của ông Obama có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Tôi nghĩ là có lẽ trước khi nói đến điểm mạnh và điểm yếu thì tôi nghĩ có những vấn đề cả một chút cái có thể bổ sung một chút về cái mới trong cái chiến lược. Có lẽ là cái nổi bật nhất là Obama đã nhận thức được hay là chính quyền Mỹ nhận thức được cái hạn chế của khả năng chống khủng bố của Mỹ. Không thể nào cuộc chiến kéo dài toàn cầu mãi, cho nên Obama đưa ra một đề xuất và tôi nghĩ rất hợp lý, đó là cần phải hạn chế cả về không gian và thời gian của cuộc chiến. Obama tuyên bố rất rõ ràng là cuộc chiến chống khủng bố giống như bất kỳ một cuộc chiến nào khác đều phải có lúc kết thúc. Thì cái quan điểm rất đúng. Thứ hai là Obama đã khoanh vùng về mặt không gian, tức là về mặt địa chính trị mà nói của những khủng bố, tức là khoanh vùng tập trung vào khu vực Trung Đông, Bắc Phi. Như vậy là để loại trừ các sự can thiệp khác hay là nỗ lực của Mỹ ở các khu vực khác. Tôi nghĩ đây là cố gắng rất là mới trong cái chiến lược. Thứ ba là Obama đã quyết định chuyển các cuộc tấn công chống chủ nghĩa khủng bố ở nước ngoài cho Lầu Năm Góc, tức là cho Bộ Quốc phòng Mỹ, chứ không phải ngày xưa đây để cho CIA là Cục Đối ngoại Trung ương Mỹ, nhưng hiện nay để chuyển sang cho Bộ Quốc phòng. Thì như vậy là những hoạt động đối ngoại hiện nay về chống chủ nghĩa khủng bố ở nước ngoài là do Bộ Quốc phòng chỉ huy, chứ không phải do CIA chỉ huy nữa. Tại vì có thể cũng có một cái chuyện mà chúng ta biết là cái chuyện Snowden nó có liên quan đến cái này. Nếu mà CIA mà tiết lộ thông tin, tôi nói ở đây là gì? Rõ ràng CIA đang và đứng trước một cuộc lòng tin của Tổng thống Mỹ. Có lòng tin hay không? Cho nên tại sao Tổng thống Mỹ phải chuyển cái sự chỉ huy tấn công khủng bố từ CIA sang cho Bộ Quốc phòng? Chính là vì vụ Snowden. Cho nên ta nối kết như vậy. Đây là vấn đề có điểm mới. Điểm thứ tư tôi nghĩ là rất quan trọng ở đây là Obama cũng cần một thiết chế quốc tế, tức là sự phối hợp của các đồng minh để hỗ trợ nước Mỹ. Điều này nó nằm trong toàn bộ quan điểm chung về chiến lược của Mỹ là chuyển các gánh nặng an ninh thế giới chia nói chung, sẻ an ninh, à, chia sẻ cái gánh nặng mà các nước đồng minh cũng phải góp sức vào. Đầu tiên là châu Âu, sau đó ta biết ngay cả chuyển đến châu Á Thái Bình Dương thì các nước đồng minh của Mỹ cũng đều phải chịu trách nhiệm vào, chứ không phải mọi thứ nước Mỹ đều phải tự làm. Điều này được nói rõ trong cuộc họp báo mà trong phản ánh của phóng viên chúng tôi trong cuộc họp báo của cách đây vài hôm của ông Obama, ông đã nói rằng chúng ta cần phải tăng cường, nước Mỹ cần phải tăng cường sức mạnh của các đồng minh để có thể chia sẻ cái trách nhiệm. Thì tôi thấy cái điểm yếu của cái chiến lược này là gì? Thứ nhất là không có cái gì mới trong các phương tiện tấn công hay là chống lại chủ nghĩa khủng bố, tức là cái tính hiệu quả của các cái công cụ mới chưa có. Thứ hai là các cái nhà nước đồng minh hiện nay đang liên kết những nhà cầm quyền của các nước đối tác của Mỹ là rất yếu kém, và cái này thậm chí tôi nghĩ cảm giác họ còn ỷ lại trao cái sự an ninh của quốc gia của họ và an ninh quốc tế nói chung cho ủy thác cho nước Mỹ, cho nên đều ý nặng cực lớn. Cái thứ ba có thể nói rằng là về căn bản nước Mỹ chưa giải quyết được cái xung đột hệ giá trị, và đấy chính là mầm mống, có thể không phải là duy nhất nhưng là quan trọng nhất để làm nảy sinh ra cái sự xung đột. Vậy những thách thức này có đặt ra những cái hướng điều chỉnh nào? Một cách ngắn gọn, ông có thể đưa ra nhận định của mình trong cái chính sách. Tôi nghĩ là có lẽ là trong cái điều chỉnh chiến lược, theo quan điểm của tôi thì nước Mỹ cần phải có những điều chỉnh khá là cơ bản. Thứ nhất là nước Mỹ phải phát huy vai trò của mình và hỗ trợ quá trình hòa giải của các quốc gia hiện nay đang có xung đột chính trị, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo.
nước Mỹ là một biểu tượng của cái chủ nghĩa tự do và cái chủ nghĩa nhân văn, nhưng mà nước Mỹ đã không phát huy được cái vai trò này ở trên những quốc tế, cho nên cần phải nước Mỹ cần phải hỗ trợ nhiều hơn. Thứ hai là cần phải tăng cường cái giao lưu nhân dân để cho các dân tộc khác, các nước, nhất là các nước Hồi giáo về Trung Đông hiểu hơn về nước Mỹ, xã hội Mỹ. Có lẽ là những người đi qua nước Mỹ sẽ hiểu nước Mỹ khác với những người chưa từng đến Mỹ, cho nên cái này rất quan trọng. Điều thứ ba mà tôi nghĩ là cần phải nước Mỹ, mặc dù đã có sự bối rối về mặt thông tin, nhưng mà rõ ràng cần phải hỗ trợ cho các cái vấn đề giám sát thông tin. Tôi tán thành cái quan điểm này. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Văn Kế đã có mặt trong trình hôm nay với những phân tích hết sức sâu sắc, đặc biệt là những quan điểm của ông đưa ra dựa trên những lý thuyết cũng như là những cái quan điểm và khái niệm về chủ nghĩa khủng bố để chúng tôi hiểu hơn về cái sự biến thái của chủ nghĩa khủng bố hiện nay trong bối cảnh mới. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình bình luận của chúng tôi nhìn lại cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Chủ đề về cuộc chiến chống khủng bố luôn được đề cập mỗi năm, và mỗi năm nhìn lại thì đều thấy vô số những điểm mới, những thay đổi, biến thái mạnh mẽ trong bối cảnh, tính chất, phương thức và đối tượng của hoạt động khủng bố cũng như là các phần tử khủng bố. Nói như vậy cũng để hiểu rằng tại sao đến nay thì khái niệm khủng bố và phần tử khủng bố vẫn được coi là khái niệm không rõ ràng, rất phức tạp và khó thống nhất trong định nghĩa quốc tế. Và chính vì vậy mà tìm ra được phương pháp và một chiến lược hiệu quả tuyệt đối chống khủng bố là một vấn đề lâu dài và đầy gian nan trên toàn cầu. Chỉ còn đúng một tháng nữa là thế giới sẽ kỷ niệm ngày 11 tháng 9. Cứ một năm qua đi thì lại thêm một lần kỷ niệm nữa về một sự kiện kinh hoàng đã làm thay đổi thế giới. Nhưng với những gì mà chúng tôi tìm hiểu và phân tích ở chương trình này thì cùng với đó còn là vô số những bài học và nhận thức cần rút ra và hành động kịp thời để ngăn ngừa nguy cơ khủng bố một khi hiểm họa đó vẫn còn thường trực và tiếp tục biến thái khôn lường trong cuộc sống của chúng ta. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Toàn cảnh Thế giới tuần này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.